Kính chào các bạn. Tại video hôm trước thì tôi có chia sẻ cho các bạn về cách viết hóa đơn điều chỉnh cũng như là cách hạch toán hóa đơn điều chỉnh khi mà hóa đơn gốc có sai sót về tên hàng hóa dịch vụ. Tại video này thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về cách xuất hóa đơn trong trường hợp hóa đơn gốc bị sai số tiền và chúng ta sẽ phải lập hóa đơn thay thế và cách hạch toán hóa đơn thay thế đó như thế nào. Thì sau đây chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu. Ở đây tôi có hóa đơn số 13, ngày 11 tháng 5. Tôi xuất với nội dung là dịch vụ tư vấn quản lý doanh nghiệp, số tiền là 9.500.000. Nhưng số tiền này đang bị sai. Số tiền đúng là 15 triệu. Do đó tôi sẽ thực hiện các bước để xuất được hóa đơn thay thế cho hóa đơn số 13 này. Bước thứ nhất, công ty bên bán sẽ lập biên bản thay thế hóa đơn với nội dung thay thế là xuất sai số tiền dịch vụ từ 9.500.000 thành 15 triệu chưa VAT. Và hóa đơn thay thế ở đây là hóa đơn số 21, ngày lập là ngày 21 tháng 8. Sau khi các bạn lập biên bản thay thế hóa đơn xong thì chúng ta sẽ in ra PDF, chúng ta lưu vào một ổ nào đó trên máy tính. Bước thứ hai, chúng ta vào trang hóa đơn điện tử mà công ty các bạn sử dụng để xuất hóa đơn. Chúng ta chọn vào xử lý hóa đơn, chọn quản lý hóa đơn sai sót, chọn lập thông báo hóa đơn sai sót. Chúng ta chọn thông báo hủy giải trình của người nộp thuế. Thông báo về hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và các bạn nhấn vào dấu cộng để chúng ta lập. Tôi chọn hóa đơn là số 13. Ở đây tôi sẽ chọn là thay thế. Lý do chúng ta ghi là sai số tiền hàng hóa dịch vụ. Và trước khi chúng ta ký thì các bạn có thể nhấn vào xem mẫu để chúng ta xem. Sau đó các bạn nhấn vào gửi thông báo và ký điện tử. Và khi các bạn ký nộp rồi thì chúng ta vào quản lý hóa đơn sai sót này thì chúng ta sẽ thấy được thông báo sai sót mà chúng ta đã gửi cho cơ quan thuế. Từ đó các bạn sẽ tải về và gửi cho người mua. Sau khi chúng ta lập thông báo sai sót xong thì chúng ta vào hóa đơn, chọn lập hóa đơn thay thế. Chọn mẫu hóa đơn hiện tại mà chúng ta đang sử dụng và chọn hóa đơn gốc. Ở đây là hóa đơn số 13. Sau đó tôi chọn vào tạo hóa đơn. Và hóa đơn lúc này sẽ là số 21 và ngày lập là ngày 21 tháng 8. Hàng hóa tôi chọn là dịch vụ. Tên là dịch vụ. Bởi vì ở đây tôi đang bị sai số tiền từ 9.500.000 và số đúng là 15 triệu. Do đó ở đây tôi điền lại đơn giá là 15 triệu. Vì đây là hóa đơn thay thế, do đó số liệu ở trên hóa đơn số 13 chúng ta sẽ không dùng nữa và chúng ta sẽ sử dụng số liệu mới ở trên hóa đơn số 21 này luôn. Và các bạn điền số biên bản, ngày lập biên bản và chúng ta chọn file đến biên bản thay thế mà chúng ta vừa xuất từ PDF ra. Sau đó các bạn nhấn Open. Trước khi ký thì các bạn có thể nhấn vào chữ xem trước để chúng ta xem hóa đơn. Và đối với hóa đơn thay thế thì sẽ có dòng thay thế cho hóa đơn số 13 ngày 11 tháng 5. Tất cả các cái thông tin đúng rồi thì các bạn nhấn ký và gửi cho cơ quan thuế để được cấp mã xác nhận. Và sau đó thì các bạn sẽ gửi hóa đơn số 21 đó cùng với lại biên bản thay thế thông báo sai sót. Sau khi các bạn lập hóa đơn thay thế xong thì chúng ta sẽ hạch toán hóa đơn đó lên trên phần mềm MISA. Thì trên phần mềm MISA tại hóa đơn số 13 chúng ta đã hạch toán vào ngày 11 tháng 5 rồi. Bởi vì là hóa đơn 21 thay thế cho hóa đơn số 13, mà hóa đơn 21 là từ tháng 8, mà hóa đơn 13 là của quý 2. Công ty kê khai thuế theo quý. Do đó, khi lập hóa đơn thay thế thì các bạn sẽ phải lập lại tờ khai bổ sung của quý 2. Bởi vì doanh thu của quý nào thì chúng ta phải ghi nhận vào quý đó. Trên HTKK thì các bạn lập tờ khai bổ sung, nhưng trên MISA thì các bạn có thể click mở ra hóa đơn chứng từ số 13 này. Sau đó các bạn nhấn vào bỏ ghi, chúng ta nhấn sửa. Và lúc này các bạn sửa lại tên, dịch vụ và số tiền giống như là ở trên hóa đơn số 21. Nhưng ngày chứng từ và ngày hóa đơn thì chúng ta vẫn để nguyên là ngày 11 tháng 5. Số hóa đơn thì các bạn sửa lại là số 21. Bởi vì trên hóa đơn số 21 là ngày 21 tháng 8 nhưng mà điều chỉnh cho hóa đơn của ngày 11 tháng 5. Nên là phải ghi nhận vào doanh thu của ngày 11 tháng 5, làm tăng doanh thu lên. Sau đó chúng ta nhấn cất.
Thì lúc này trên phần mềm Misa, doanh thu 15 triệu đã được ghi nhận vào quý 2. Và trên HTKK thì các bạn chọn lập tờ khai bổ sung. Và chúng ta điền doanh thu đúng vào chỉ tiêu 33 của tờ khai bổ sung là được. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về cách lập hóa đơn thay thế cũng như là hạch toán hóa đơn thay thế trên phần mềm Misa. Trong quá trình mà các bạn thao tác có vấn đề nào không hiểu thì các bạn sẽ bình luận ở bên dưới video để Kế Toán Việt Hưng sẽ giải đáp cho các bạn. Chúc các bạn học tốt!